Đức thứ năm, đức tri ân hiếu sinh khẩu hành. Đức tri ân hiếu sinh rất cần trong con người, vì làm người ai mà không thọ bốn thâm ân to lớn như trời biển. Công ân thứ nhất, ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nếu không có cha mẹ, làm sao chúng ta có mặt trên đời này? Vả lại, công ân sinh thành dưỡng dục nuôi dạy cho đến lớn khôn nên người, thật là một ân nghĩa lớn vô cùng, không thể lấy trời biển sông núi mà sánh được. Nhưng người ta không còn lấy vật gì to lớn hơn để so sánh, vì thế phải lấy núi và nguồn nước mà nói lên lòng biết ơn của mình. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công ân thứ hai, ân thầy dạy bảo. Tục ngữ có câu, không thầy đố mày làm nên. Đó cũng là một ân sâu nghĩa nặng không thể lấy gì sánh được. Nếu không có thầy dạy bảo, thì làm sao biết được văn chương chữ nghĩa, thì làm sao biết được văn hóa đạo đức mà sống đối xử với nhau cho phải đạo, thì làm sao biết được công việc nghề nghiệp làm ăn sinh sống hàng ngày. Bởi vậy, ơn thứ hai cũng nặng lắm, không thua gì ơn thứ nhất. Công ân thứ ba, ân tổ quốc, tức là ân tổ tiên của chúng ta. Các người đã có công dựng nước và giữ nước, máu xương của tổ tiên chúng ta đã đổ trên mảnh đất quê hương này trùng trùng lớp lớp, không biết bao nhiêu kể sao cho hết. Hôm nay đất nước được độc lập, toàn dân sống trong tự do và hạnh phúc, không làm nô lệ cho một nước nào. Đó là công ân của tổ quốc mà mỗi người công dân đều phải biết ân nghĩa sâu dày này. Công ân thứ tư, ân của mọi người. Trong cuộc đời này, nếu chúng ta sống một mình thì không thể nào sống nổi. Bởi muốn có cơm ăn thì công người nông phu làm ruộng rẫy, muốn có áo mặc thì công người dệt cưỡi và người thợ may, muốn có nhà ở thì công người thợ nề, vân vân. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải trao đổi cho nhau tất cả sự sống thì mới có thể sống được. Vậy mà mọi người lại không biết cái thâm ân này, nên thường sống vì mình mà làm khổ muôn người muôn vật, quý vị có biết không? Bốn thâm ân, ân nào cũng quan trọng, nhưng ân nghĩa cuối cùng lại rất quan trọng cho đời sống của con người hơn hết, đó là ân nghĩa của sự sống. Nếu không có sự sống của mọi người và sự sống của muôn loài vạn vật chung quanh ta, thì cũng không có sự sống của chúng ta. Cho nên, muốn sống vì mình thì hãy sống vì mọi người, vì mọi loài vật. Ai cũng biết loài người cũng như loài vật đang sống trên hành tinh này đều có sự nương tựa vào nhau mà sống. Vì vậy sống vì người khác là sống vì mình, quý vị có hiểu chăng? Câu chuyện dưới đây là câu chuyện ân nghĩa thâm sâu của một người mẹ, gánh hàng rong của mẹ. Mẹ kể, nhà ngoại nghèo lắm, con cái trong nhà cứ độ 14-15 tuổi là phải tự kiếm sống. Các anh chị của mẹ, người làm thợ hồ, người bán hàng ăn. Riêng mẹ, mẹ chọn cho mình đôi quai gánh, theo người chị họ đi bán hàng rong. Những gánh hàng rong thời ấy thường bán thức ăn cho gia đình và những vật dụng hàng ngày của cá nhân. Nhưng gánh hàng của mẹ thì chỉ bán những món ăn dành cho lứa tuổi học trò. Mẹ bảo, ngày còn được đi học, mẹ từng nhìn thấy những gánh hàng rong như thế. Mẹ thích hình ảnh lũ học trò xúm xích bên gánh hàng, tranh nhau những quả xoài, quả ổi. Những tưởng gánh hàng rong của mẹ sẽ chỉ còn là kỷ niệm khi mẹ lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng thời thế đổi thay bất ngờ, kinh tế gia đình chồng suy sụp, gánh hàng lại theo mẹ tần tảo khắp nơi để phụ chồng nuôi con. Tuy nhiên, giờ gánh hàng của mẹ không còn những món ăn của tuổi học trò nữa, mà thay vào đó mẹ bán rau, bán cá, bán thịt. Mẹ bảo bán những thứ đó lãi nhiều hơn. Muốn có hàng ngon, hàng rẻ, mẹ phải dậy sớm đến các chợ đầu mối mua hàng. Có hàng rồi, phải đi hàng chục cây số để bán. Thương mẹ vất vả, tôi hỏi sao lại không đi bán hàng gần nhà. Mẹ giải thích, gần nhà có nhiều chợ, nếu muốn mua thì họ ra chợ mua, mấy ai mua của gánh hàng rong. Mẹ không chỉ buôn bán giỏi mà còn nuôi dạy con rất khéo. Tôi nấu cơm sống, mẹ không chê cười hay mắng mỏ, mà ân cần giảng giải cho tôi cách canh nước canh lửa. Lúc tắm em, tôi sơ ý để xà phòng rơi vào mắt em, mẹ vừa dỗ em vừa cầm tay tôi hướng dẫn cách gội đầu cho em. Cứ như thế, tôi trở thành cô gái đảm đang bếp núc, vén khéo việc chăm sóc các em. Ngày đó, con gái dùng tôi ít ai được học hành đến nơi đến chốn. Tư tưởng con gái học lắm thì cũng về nhà chồng phục vụ chồng đã khiến nhiều cô gái dở dang chuyện học hành. Với mẹ thì khác. Mẹ luôn quan niệm, làm người phải có tri thức,
mới có cuộc sống tốt đẹp. Gánh nặng học hành của tôi lại chất lên đôi vai gầy của mẹ. Mỗi lần ngồi vào bàn học, tôi lại như thấy có giọt mồ hôi của mẹ lăn theo từng con chữ. Tôi tự nhủ, phải học thật giỏi để mẹ được vui lòng. Một ngày, gánh hàng rong của mẹ được cất vào góc nhà như một vật kỷ niệm. Sự trưởng thành của tôi đã giúp mẹ được nghỉ ngơi thanh thản bên con, bên cháu. Nhưng không vì thế mà mẹ quên những tháng ngày cơ cực. Mẹ vẫn thường nhắc nhở tôi về những ngày đi bán hàng rong. Tôi hiểu, mẹ không có ý kể công hay bảo tôi phải mang ơn mẹ. Mẹ chỉ muốn tôi hiểu, đừng bao giờ quên quá khứ. Mẹ ơi, đứa con được mẹ nuôi dưỡng từ những ngày đi bán hàng rong, dù có thành đạt, có giàu sang, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng một điều. Tất cả những gì con có được ngày hôm nay đều do sự tần tảo, chắc chiêu của mẹ mà nên. Con biết ơn mẹ rất nhiều. Sương Mai, báo phụ nữ. Người phụ nữ Việt Nam là người phụ nữ đảm đang trong gia đình, gánh vác mọi việc nặng nhọc, nuôi dạy các con nên người. Thật xứng đáng là người mẹ Việt Nam. Cho nên đối với cha mẹ là ân sâu nghĩa nặng, chúng ta làm người đừng bao giờ quên ân nghĩa ấy. Bởi vậy làm người chúng ta phải biết nhớ ân, dù một ân nghĩa rất nhỏ nhưng mãi mãi phải ghi khắc trong tim. Vì biết nhớ ân cũng là đạo đức nhân bản. Vì sống có đạo đức nhân bản nên chúng ta không còn mang bản chất của loài cầm thú. Người không biết ân nghĩa là người vong ân, người vong ân là người vô đạo đức. Trên đời này, những người vô đạo đức là những người không xứng đáng làm người, chỉ là một con thú vật mang hình người. Chúng ta hãy coi chừng những con thú vật mang hình lớp người, nó rất hung ác, giết hại người cướp của không gớm tai. Họ chẳng còn nhân tính của con người, nên không còn thương xót ai cả, chỉ biết tiền tài danh lợi vật chất mà thôi. Hãy tránh xa những người ấy quý vị ạ, nếu quý vị muốn được an thân.